na 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 na. Xe chung Nga, nàng tình yêu quý trong tôi. Xe chung Nga, nàng hoa xanh ngát phố biển. Xe chung Nga, tình yêu đâm thắm muôn nơi. Xe chung Nga, đẹp chuyện xưa cười thêm tươi. Đón khách đi, đón khách về. Mời quý khách lên xe, mời quý khách lên xe. Quý chọn niềm tin với bác tài xế. Mời quý khách lên xe, mời quý khách lên xe, tạm chia tay nhé lên đường bình an. Xe chung Nga, niềm tin hạnh phúc trong tôi. Xe chung Nga, vòng tay nhận ai ăn cần. Xe chung Nga, Văn Đậu đang đi trên con đường 19 tháng 4 à, các bạn ạ. Xe chung Nga, lời chỉ ân quý khách này là mình hẹn mong. Xe chung Nga, để em không quá nặng nề. Xe chung Nga, nhịp nhàng trở lại an toàn. Con đường này là đi vẫn đông đó các bạn. Xe chung Nga gọi con nghe phục vụ ngay. Đón khách đi, đón khách về. Đường này là 19 tháng 4 đó các bạn. Hôm nay là mình sẽ ghé đến cái gara của doanh nghiệp giám đốc Trung Nga này là có hứa hẹn với khách hàng ngày mai là sẽ là khởi hành đầu tiên về thành phố Hồ Chí Minh và các nơi. Mình xem cái gara đã tại khu đã chuẩn bị như thế nào. Xe Trung Nga gọi phun nghe phục vụ ngay. Đón khách đi, đón khách về. Đây là ở đường số 2 các bạn. Mời quý khách lên xe, mời quý khách lên xe. Hướng lộ Bình An. Con đường này là có nhánh của các bạn đang trên con đường đường Trần Đại Nghĩa đó. Tinh thần là ngày mai khởi hành xe khởi động chuẩn bị cho cái tuyến đường ngày mai để mình cùng chia sẻ với các bạn nha. Tạm chia tay nhé thương lỗ Bình An. Xe chung Nga, xe chung Nga, xe chung Nga, xe chung Nga. Giờ này là khoảng 5 giờ rưỡi chiều, tất nhiên là 17 giờ rưỡi các bạn. Rồi mình đã đến gara của Trung Nam. Quang Đậu đang đứng trên con đường Trần Đại Nghĩa và sẽ ghi lại những hình ảnh cụ thể cho các bạn thấy là nhà xe Trung Nga là ngày mai sẽ khởi hành đi trên các tuyến đường và giám đốc Trung Nga cũng đã chuẩn bị khởi động cho những chiếc xe ở tại gara này. Bây giờ mình sẽ ghi lại những hình ảnh này cho các bạn xem. Ở bên ngoài bây giờ là còn bên trong gara đây các bạn. Mời quý khách lên xe. Mời quý khách lên xe. Lâu quá mình không ghé lại gara. Hôm nay là gara của Trung Nga là xe rất đông. Xin chào bác nào là tài xế đâu nào? Tài xế đây. Xin chào bác tài xế. Dạ. Xe Trung Nga,
niềm tin hạnh phúc trong tôi sẽ. Hôm nay là mình có đi quan sát trên các cái con đường, thì mình thấy là cái con đường của Trần Đại Nghĩa và nhà xe Trung Nga, là cô giám đốc Trung Nga cũng đã cho biết là ngày mai là đã có những cái tuyến đường mà nhà xe khởi hành. Thì xin bác tài xế thấy được cái kỳ vọng mà mở lại, nhà nước đã mở lại cho mình không còn cách ly xã hội nữa, và nhà xe cũng đã hoạt động lại. Thì theo bác tài thì có những điều gì muốn nói với khách hàng? Chắc là cũng này niềm vui ha, mình được ôm vô lăng lại ha, ôm vô lăng lại và mình đưa khách hàng đến. Hai nữa là mình đỡ thất nghiệp. Đúng rồi, từ ngày giờ là nói chung là anh ở nhà chắc không làm được gì ha. Như vậy là cái những cái sự ủng hộ và tài trợ của nhà xe Trung Nga có với các tài xế không anh? Xe Trung Nga chẳng đi bất cứ nơi đâu. Vậy ha, như vậy là anh em mình cũng đỡ qua những cái nhịp sống hàng ngày của anh em mình những cái ngày bế tắc. Chia sẻ nhau mà sống. Đúng rồi. Rồi xin cảm ơn anh nha. Rồi ngày chúc anh ngày mai. Ngày mai là anh có tuyến đường nào? Ngày mai anh đi tuyến đường nào? Vậy ha. Rồi cảm ơn anh nha. Nàng hoa xanh ngắt phố biển, xe Trung Nga, tình yêu đâm thắm muôn nơi, xe Trung Nga. Đây mình ghi lại những hình ảnh ở trong gara đây các bạn. Xe quá nhiều. Như vậy là cái hàng lọt xe này là tôi xin hỏi anh là hàng lọt xe này ngày mai mình có đi hay là những chiếc xe đậu bên ngoài? Đây, những chiếc xe đậu bên ngoài là ngày mai mình khởi động ha. Còn những chiếc xe này là xe hợp đồng. Những xe hợp đồng khi nào mà có những cái hợp đồng mà đi những tuyến đường khác ha. Còn đây là những cái xe trung chuyển ha. Vòng tay nhận ai ăn cần. Xe Trung Nga, lời ca vang mãi ngắt xa. Xe Trung trong cái gara này là những cái chỗ nào mà anh em đi đứng về những cái tuyến đường mà mình thường rửa xe rồi mình thường chăm sóc xe thì cái khu vực nào anh cứ phục vụ rửa xe đón khách đi. Anh có giới thiệu để cho các quý khách mà ưa chuộng mến chuộng nhà xe mình để biết rõ cái thông tin này là quảng đại ra để cho quý khách hàng người ta mến một. Còn những cái vỏ này là làm gì đây? Đây là cái này là cái đồ người. Xe nhiều quá. Cái số lượng xe ở trên này là theo như anh nắm là khoảng bao nhiêu chiếc? Xe lớn á, xe mà giường nằm á thì giường nằm thì cỡ khoảng đấy, khoảng cô Trung Nga thì nắm chắc hơn, còn anh em mình thì như là gì? Bây giờ là xe nghỉ là nổ máy hoạt động kiểm tra lại. Vậy là tất cả các tài xế hiện giờ đang có mặt đây không, hay là chỉ gara mình là những anh em kỹ thuật chuẩn bị thôi? Như vậy như là anh là vận hành những cái chiếc xe này cho cái chuẩn bị ngày mai. Rồi có gì nữa anh cứ giới thiệu để cho. Đây là những chiếc xe trung chuyển ha, khuya là đón khách ha. Đây cũng vậy ha, đây những chiếc xe này là những xe. Những xe này là xe hợp đồng để đi cái này là 7 chỗ. Xe Trung Nga, niềm tin hạnh phúc trong tôi. Xe Trung Nga, vòng tay nhận ai ăn cần. Xe Trung Nga. Vậy là ngày mai mình vẫn làm đúng ngay chỗ cơ sở 1 và cơ sở 2, mình đón khách tại đó. Xe Trung Nga, nhịp nhàng tay lái an toàn. Xe Trung Nga, nhận đi bất cứ nơi đâu. Xe Trung Nga, về con nghe phục vụ ngay. Em ơi, bây giờ là những cái gì mà chị Nga là đã hướng dẫn cho em á, và cái thao tác mà chuẩn bị cho cái ngày hành trình ngày mai cho những chiếc xe này, thì em có những điều gì em nói cho quý khách hàng biết em? Ngày trình lâu quá rồi, nhớ là khách hàng nhớ là Trung Nga. Ngày đêm không quản nắng mưa, xe Trung Nga, nhịp nhàng tay lái an toàn.
xe chung nhà, chẳng đi bất cứ nơi đâu. Xe chung nhà, có con nghe, phục vụ ngay. Cảm ơn khách hàng nha. Rồi, em đó là những cái điều mà mình cần phải chia sẻ để cho khách hàng rất thông cảm, tại vì theo như trên Facebook thì mình thấy là có một số khách hàng là hay hỏi thăm là nhà xe Trung Nga chừng nào là đã khởi động. Thì Trung Nga là báo là cho ngày mai đó, nhưng mà tinh thần là chưa biết như thế nào, thì anh sẽ đến đây anh xem thử cái sự khởi động của doanh nghiệp Trung Nga như thế nào. Xin chào anh. Như vậy là ngày mai anh cũng tham gia trên những cái tuyến đường mà nhà xe Trung Nga đã phân bố, phải không anh? Theo như anh thấy anh chia sẻ được cái gì cho quý khách hàng ngày mai đi, cho giống như cái hành trình mới mà coi như là mình có một cái niềm vui mà xã hội là không còn cách ly nữa, thì theo anh thì anh chia sẻ với khách hàng như thế nào? Nói chung là mình cũng đi xe mình phục vụ lại cho khách hàng, thì mình nói chung là mình cũng mừng cho nhà xe, là cũng không thứ hai nữa là có xe để phục vụ cho khách hoặc là đi Sài Gòn đi ra đi vô để người ta phương tiện ta đi, tại bữa giờ khách bất cứ này cũng đi Sài Gòn rất nhiều, nhưng mà ta muốn đi rất nhiều nhưng mà không có phương tiện để họ đi. Bây giờ có lẽ là nghe nói là xe mình phục vụ lại là khách nó cũng rất là mừng, bà con đi Sài Gòn cũng chắc có thể là ủng hộ cho Trung Nga thêm được nhiều niềm vui. Cũng đã anh em tài xế nó cũng có công ăn việc làm, cũng có niềm vui cho vợ con và gia đình. Cái điều đó là điều anh cũng mong muốn. Chúc phát tài ngày mai lên đường an toàn và có niềm vui phấn khởi đến với khách hàng. Chúc anh em mình ngày mai lên đường bình an, đưa đón khách về chơi, đi đến nơi về tới chốn. Rồi xin cảm ơn các phát tài nha. Đón khách đi, đón khách về. Mời quý khách lên xe, mời quý khách lên xe. Quý chọn niềm tin với bác tài xế. Mời quý khách lên xe, mời quý khách lên xe. Tạm chia tay nhé lên đường bình an. Xe Trung Nga, niềm tin hạnh phúc trong tôi. Xe Trung Nga, vòng tay nhận ai ân cần. Xe Trung Nga. Bạn đang nghe tiếng máy khởi động đó các bạn. Đây là tiếng máy khởi động trong những ngày tháng mà xe bị ách tắc không có chạy được. Tiếng máy khởi động đó các bạn. Tại vì trong những ngày mà ách tắc không có chạy thì mình phải nên khởi động trước. Những kỹ thuật viên đang kỹ thuật viên phải chuẩn bị xem lại cái kỹ thuật xe. Xe Trung Nga, lời ca vang mãi ngân xa. Xe...
xe, mời quý khách lên xe, quý chọn niềm tin với bác tài xế. Mời quý khách lên xe, mời quý khách lên xe, tạm chia tay. Rồi để cũng chiều gần 6 giờ rồi các bạn. 6 giờ thì mình là cái này là là chuẩn cho cái hướng Tây. Bạn vẫn nghe tiếng máy xe khởi động của từng chiếc. Đây là những chiếc khăn mà nhà xe Trung Nga chuẩn bị cho khách đó các bạn. Những chiếc khăn nghe rất mùi thơm, nghe mùi thơm rất thơm, để cho quý khách lên xe là đắp ở trên cái giường nằm đó các bạn. Mình sẽ giới thiệu cho các bạn đây là một cái chiếc xe mới mới Trung Nga mới đem về nha. Xe quá đẹp luôn. Đẹp màu sắc sặc sỡ. Đây là những cái giường nằm từ tầng 1 đến tầng 2. Đây là phần trái. Đây là phần giữa. Nàng tình yêu quý trong tôi, xe Trung Nga,
nàng hoa xanh ngát phố biển, xe chung ngà đây là tình yêu đậm thắm dãy bên phải này. Các bạn xe chung ngà đẹp chuyện xưa tươi thêm tươi, đón khách đi đón khách về, mời quý khách lên xe, xe màu hồng tím đẹp, quý chọn niềm tin với bác tài xế, mời quý khách lên xe, mời quý khách lên xe, tạm chia tay nhé lên đường bình an. Xe chung Nga, niềm tin hạnh phúc trong tôi. Xe chung Nga, mỗi người mà lên đây nằm ngủ trong lúc xe chạy là rất là thoải mái. Xe chung Nga, lời tri ân quý khách là các bạn thấy không? Từng giường đã chuẩn bị mền, rồi nước này, khăn này. Xe chung Nga nhận đi bất cứ nơi đâu, chén uống nước, chung Nga gọi phân nghe phục trang bị rất kỹ, đón khách đi đón khách về, đây là cái ghế khách lên xe, mời quý khách lên xe, quý chọn niềm tin với bác tài xế, mời quý khách lên xe, mời quý khách lên xe, tạm chia tay nhé thương lỗ bình an. Tất cả là đều trang bị cho mỗi ghế là đầy đủ. Ngày đêm không quản nắng mưa. Xe chung Nga, nhịp nhàng tay lái an toàn. Xe chung Nga, dẫn đi bất cứ nơi đâu. Xe chung Nga, gọi phone nghe, phục vụ ngay. Đón khách đi, đón khách về. Mời quý khách lên xe, mời quý khách lên xe, mời quý khách lên xe, thương lộ bình an. Chung Nga, nàng tình yêu quý trong tôi. Xe chung Nga, nàng hoa xanh ngát phố biển. Nga, cái bộ lăng Nga của ta. Tình yêu đậm thắm muôn nơi. Xe chung Nga, đẹp chuyện xưa tươi thêm tươi. Và ở đây cũng có cái màn hình LED, màn hình LED cho quý khách xem thời sự hay là tất cả những cái gì đó trên mạng internet. Mời quý khách lên xe, mời quý khách lên xe. Nhưng mà không gì hơn thì các bạn thấy vẫn là cái bản là lái xe an toàn. Xe chung Nga, niềm tin hạnh phúc trong tôi. Xe chung Nga, vòng tay nhận ai ân cần. Xe chung Nga, lời ca vang mãi ngân xa. Xe chung Nga, lời tri ân quý khách thật tình. Xe chung Nga, ngày đêm không quá nắng mưa. Xe chung Nga, nhịp nhàng tay lái. Quang Đỗ cũng đã đến nhà xe chung Nga đó, các bạn thấy là cái sự khởi động của các xe đó. Bây giờ mình xin chào các bạn nha, mình xin chào các bạn chia sẻ cùng với các bạn là ngày mai là nhà xe chung Nga cũng đã khởi động những cái tuyến đường về thành phố Hồ Chí Minh. Đây là cái cơ sở 2 doanh nghiệp vận tải Trung Nga đó các bạn. Và cơ sở này chuẩn bị tinh thần cho ngày mai là đưa khách đi đến những cái tuyến đường. Mời
quyết khách lên xe, gửi trọn niềm tin với bác tài xế. Mời quý khách lên xe, mời quý khách lên xe, tạm chia tay nhé thương lỗ bình an. Xe Trung Nga, ngày đêm không quản nắng mưa. Xe Trung Nga, nhịp nhàng tay lái an toàn. Xe Trung Nga, chẳng đi bất cứ nơi đâu. Xe Trung Nga, gọi phone nghe, phục vụ ngay. Đón khách đi, đón khách về. Mời quý khách lên xe, mời quý khách lên xe, mời quý khách lên xe, hướng lộ bình an. Xe Trung Nga, nàng tiên nhiên đi chân Nga, nàng hoa xanh ngát phố biển. Xe Trung Nga, tình yêu đang thắm muôn nơi. Xe Trung Nga, đẹp như xưa, tươi thêm tươi. Đón khách đi, đón khách về. Mời quý khách lên xe, mời quý khách lên xe, quý trọn niềm tin với bác tài xế. Mời quý khách lên xe, mời quý khách lên xe, tạm chia tay nhé lên đường đi. Xe Trung Nga, niềm tin hạnh phúc trong tôi. Xe Trung Nga, vòng tay nhân ai em cần. Xe Trung Nga, lời ca vang mãi ngàn xa. Xe Trung Nga, lời tri ân quý khách thân tình. Xe Trung Nga, ngày đêm không quá nắng mưa. Xe Trung Nga, nhịp nhàng tay lái an toàn. Xe Trung Nga, nhận đi bất cứ nơi đâu. Xe Trung Nga, gọi phân nghe phục vụ ngay. Đón khách đi, đón khách về. Mời quý khách lên xe, mời quý khách lên xe, quý trọn niềm tin với bác tài xế. Mời quý khách lên xe, mời quý khách lên xe, tạm chia tay nhé thương lỗ bình an. Xe Trung Nga, xe Trung Nga, xe Trung Nga, xe Trung Nga, thương lỗ bình an. Xe Trung Nga, nàng tình yêu quý trong tôi. Xe Trung Nga, nàng hoa xanh ngát phố biển. Xe Trung Nga, tình yêu đâm thắm muôn nơi. Xe Trung Nga, đẹp duyên xưa, cười thêm tươi. Đón khách đi.